Chào các bạn, khi mà đến Tokyo hoặc Nhật Bản thì thường thường các bạn hay muốn đến những khu trung tâm thành phố lớn để trải nghiệm. Nhưng mà một trong số những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi từng được trải qua đó là ở một cái khu ngoại ô của Tokyo có địa chỉ như trên định vị bản đồ mình đang gửi. Nó ở khu Ome. Đây là ảnh ngôi nhà mình có thể gọi là một cái homestay ở thị trấn Ome, cách trung tâm Tokyo khoảng chừng 50 km, đi bằng đường tàu mất khoảng 1 tiếng rưỡi gì đó. Nó cũng không xa lắm đâu, đi tàu thoải mái mà. Đây, ở đây là phòng khách này. Vào cửa nhầm, đây chưa phòng khách, đây là cái phòng mà mình để giày dép này, sau đó thì vào khu giặt quần áo và bồn đánh răng. Ở bên cạnh đây mình mở cửa ra thì cho ra là nhà vệ sinh. Đây mình quay lại cửa ra vào. Thời điểm này thì mọi người vừa mới đến, còn chưa ổn định lắm, đang tìm hiểu bếp núc này, rồi phòng khách, rồi là đây có đầy đủ cả các thiết bị của phòng bếp, tủ lạnh, bình nước nóng, máy lò nướng, rồi là nồi cơm, máy lò vi sóng, các cái cốc chén bát đĩa đầy đủ để mình có thể nấu nướng được. Mình tham quan một trong hai cái nhà vệ sinh, đây là nhà vệ sinh ở tầng 1. Nhà vệ sinh thì nhỏ nhắn nhưng mà đầy đủ tiện nghi, đúng theo tiêu chuẩn của Nhật luôn, sạch sẽ, cho nên các bạn cứ hết sức yên tâm. Mình sẽ bắt đầu vào tham quan một cái phòng ngủ nhé, một trong số phòng ngủ ở đây theo kiểu homestay nhưng mà nó làm đúng theo kiểu Nhật đấy, người ta ở ngủ ghê đơn giản lắm. Mỗi người một cái thảm êm đặt dưới đất như thế này, nhưng mà ngủ ngon lắm, điều hòa mát bị. Bên ngoài là có cái tiểu cảnh, cái phòng được coi là master này thì có một chút tiểu cảnh ngoài sân. Đây là cái phòng ngủ ở tầng 1 nhé. Tầng 1 thì nó có hai cái phòng ngủ lớn như thế vì nó đã có cái không gian phòng khách tương đối rộng như thế này, khách bếp đây. Thì khách bếp mình nấu nướng mình đây, hôm nay thì bà chủ bà đến bà dọn giúp cho. Bà chủ thì tốt tính lắm, bà ấy cứ hỏi han, bên mình sợ bên mình như là đường người hỏi han không biết mua bán ở đâu, mình hỏi gì thì bà ấy nhiệt tình trả lời. Nếu mà có tiếng Nhật nói chuyện với bà ấy thì càng tốt, nhưng bên mình thì toàn người thì nói tiếng Anh, còn nói tiếng Nhật thì chỉ có mình nói chuyện được bập bẹ được mấy câu. Thì đây đang trao đổi với bà ấy, hỏi han về gia đình bà ấy là con cái thế nào, làm nghề thì bà kể nhiệt tình, ở Nhật thì cái gì tốt cái gì xấu. Mình nghe thì mình chỉ hiểu được đơn cơ bản khoảng 50-70% thôi, tức là mình hỏi ít thì bà lại nói nhiều. Đây, bà đang ở bếp. Cái bếp thì lò thiết bị bếp đầy đủ các bạn nhé. Bạn mua đồ ăn như bọn nhà mình ấy là mình mua đồ ăn tươi, rau cỏ thịt từ siêu thị về, mình mua về nhà bọn mình tự nấu tự ăn tối rất là vui. Thế thì bà ấy cũng khi mà nhà mình nói tiếng Nhật nó kém thì bà ấy gọi cả ông chồng bà ấy nói tiếng Anh, bà chở đi siêu thị được. Mình lại nói về cái nhà vệ sinh một chút kỹ hơn. Thì nhà vệ sinh bên Nhật nó tất cả các cái mệt nó đều rất là tiện nghi, chắc chắn là nó tiện nghi tốt lắm, vì là ở đâu cũng thế, cũng như nhau, tiện nghi đều tiện nghi như này chứ không phải là cái chỗ có chỗ không lắp như ở Việt Nam. Còn ở đây thì nó lại rất đặc biệt là những cái ống nước mà trước khi mà được xả vào trong cái bồn thì nó xả có lát và cái nguồn cầu ấy, thì đây các bạn xem nó lại có cái vòi, nó chảy qua cái vòi này mình rửa tay rồi, nó tận dụng cái không gian và cái nước nó kỹ như vậy. Người Nhật thì người ta lại thích các cái kiểu thiết kế mà nó sử dụng được nhiều mục đích nhiều lần và nó đỡ tốn năng lượng, đỡ tốn tài nguyên như thế.
Đây là một cái nhà tắm ở phòng tầng 1. Thì cả cái nhà homestay này có một cái nhà tắm rồi. Tắm thì chúng ta sẽ phải xếp hàng tí, nhưng mà nó không liên quan đến nhà vệ sinh, bởi vì hai nhà vệ sinh nó cũng tầm được độc lập này. Đây là lúc mà mình mua đồ đạc về bếp núc mà mình nấu nướng này. Siêu thị thì cách đấy một đoạn xa, nhưng như bạn đã mình trao đổi rồi là đi. Đây có cái bút với đây, cái bác chủ nhà bác nói tiếng Anh rất là tốt. Bạn ấy chở bọn mình đi siêu thị, không lấy tiền lấy nong gì cả, vì biết là bọn mình ở xa đến và lại tiếng không thủ lạnh như đồ không biết nhiều cái không biết, nhưng mà chở siêu thị muốn đâu đấy thì nhờ bác một câu mà bác nhờ cần giúp chung một gia đình chở mua một xe đồ ăn về mà nấu ở đây trong tủ lạnh. Tủ lạnh thì người ta chách chách cái gì đấy hàng ngày cũng chưa hiểu. Thì bác cái đi làm trong tủ thì bởi vì cũng có thể có những đồ ăn của những người ở phòng bên cạnh người ta dùng chung. Cơm, mình cứ đẩy vào đấy, chả ai dùng khổ lắm của ai đâu mà lo. Các cái thiết bị này thì mình nếu mà mình không có nấu nướng thì đây mình đang pha trà mình uống. Buổi sáng mình ăn xong, mình nấu ăn xong thì mình ngồi pha trà. Xong rồi buổi tối mình ngồi chơi ban công với lại ông chủ, lúc ông ấy sang chơi. Thế đây là cái không gian tiểu cảnh từ ngay trước cái chỗ mà mình ngồi với ông này. Có cái vòi nước xả ra này, xả để chơi đến cả là mình rửa tay ở chân bên ngoài. Cái tiểu cảnh này cây cối thả mấy cục đá thôi, nhưng mà cái cây dương xỉ nó cũng tự mọc lên, nó thành cái tiểu cảnh. Còn cỏ đương nhiên họ trồng một cái lối cỏ hông nhà này, vứt mấy cục đá vào thành một cái form dưới chỗ ngồi này. Ngồi tự kỷ có mà tiếng không chán đâu, ấm trà hoặc là điếu thuốc hoặc là gì đó. Nhưng Nhật người ta cũng là ví dụ không gian này mình ngồi chơi được lâu lắm, ngồi nói chuyện hay gì đó. Cái trải nghiệm ở khu làng quê rất là tốt. Ông bà chủ thì quý người cho nhà mình có chụp nhiều những ảnh kỷ niệm. Nhà thì nhỏ nhắn, mình ở không gian Nhật, ở nhà đúng như thực sự mình cảm giác như là mình ở nhà người ta luôn. Thì xung quanh đây thì được cái là mình đi tham quan được ngõ làng mạc ở quê, ở cạnh đấy có một con suối tắm tiên mình có review. Cái suối này mình review ở clip trước rồi. Thế ngoài ra thì các bạn đi chơi trong làng rất là thích, các cái con ngõ rất là nhỏ nhắn xinh xắn đẹp. Thế cuối cùng thì ở Ome thì không gian trong lành yên tĩnh, ngủ đêm rất là thích. Trải nghiệm với nhà Nhật bản ở vùng quê các bạn thích thì các bạn thử trải nghiệm xem nhé.